Hôm nay chúng tôi sẽ đưa quý vị tới với câu chuyện của em nhỏ Hờ A Giờ tại thôn Phú Lợi, xã Đắc Nang, huyện Nông Nông. Mồ côi cả bố lẫn mẹ, giờ hiện sống cùng anh trai, dù trong hoàn cảnh thiếu thốn đến mấy, thì trong căn nhà nhỏ tạm bợ ấy, ở đó chúng ta vẫn sẽ thấy được sự lạc quan của mấy anh em, vẫn hàng ngày nuôi nhau ăn học. Cần mang nước đi bắt cá với các bạn, các anh chị đi trên dài hết, đi làm rất là xa. Ngày hè của giờ là những ngày rong ruổi với mấy đứa nhỏ trong vùng đi kiếm thức ăn hàng ngày. Những ngày hè qua đi cũng là lúc giờ phải đối mặt với những khó khăn. Hôm thì bắt được nhiều, nhưng mà hôm nay thì bắt được ít, thấy buồn. Cần nước là giờ cũng là người nấu ăn các thứ, là kiểu như là hai vợ chồng em đi làm không về là giờ cũng tự nấu mà ăn. Ở nhà một mình, giờ tự lo liệu hết mọi việc trong gia đình để anh chị yên tâm đi làm. Thì thoảng cũng được bữa cá ngon, còn không sẽ là cơm trắng chan nước, cũng làm no bụng mấy đứa nhỏ. Vì hoàn cảnh, đã có lúc giấc mơ đi học của giờ tưởng chừng phải gác lại để mưu sinh cho cuộc sống. Dạ, nó đi bắt cá các thứ nó cũng nhanh nhạy lắm, nhưng mà nói chung là đi làm thì nó là trẻ con thì nó đâu có chịu nổi. Coi như là anh em thì cũng là không chả có ai thì vẫn là để cho nó đi học, mà để mà nó biết, mà để mà sau này nó cũng giúp đỡ được em. Nhà giờ nghèo nhất thôn nên ai cũng thương. Sách vở của giờ cũng là do mọi người đem cho. Bên hiên nhà, từng trang sách, tập vở cũng trở thành người bạn đồng hành của giờ và mấy đứa nhỏ trong xóm. Môn toán, môn tiếng Việt, hai môn đó là môn em dạy nhất. Để được thằng em đi học là em là rất là hạnh phúc. Sang năm học này em sẽ cố gắng được học sinh giỏi. Những ngày hè có lẽ sẽ thật trọn vẹn khi tới đây giờ có thể đủ điều kiện hơn để đi học như bao bạn bè cùng trang lứa.